Xin chào thầy, quý vị và bạn thân yêu nha. Bây giờ là trường đang có mặt tại nhà anh Lễ làm sự kiện ở Lục Nam Bắc Giang. Và ngày nay thì trường đi cùng toàn bộ anh em kỹ thuật để setup lại cái hệ thống này cho anh. Cái bộ dàn này thì anh Lễ đã mua bên trường Thành Euro khoảng 1 năm rồi nha quý vị, khoảng được 1 năm rồi. Và ngày nay thì trường cùng với anh em kỹ thuật về để setup lại cái hệ thống này. Đó, anh Lễ ở Lục Nam Bắc Giang như quý vị. Và cái hệ thống này thì trường sẽ giới thiệu sơ qua với toàn thể quý vị các bạn nhé. Dàn này thì bao gồm một cặp loa sắp kép, quý vị, súp kép. Mỗi một chiếc súp kép này là 2 bát 5 tấc, quý vị, 2 bát 50. Và công suất lên tới 2000W. Quý vị thấy kinh khủng không? 2000W một con này. Và đây là dòng súp kép của Vatasa. Và bên trên là hai chiếc loa full Nagai chúng ta, quý vị. Hai chiếc loa full Nagai. Thương hiệu VAS rất nổi tiếng, hàng nhập nguyên chiếc quý vị. Dòng này là nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Đó, bát 30, một bát và một tép kèn. Đây quý vị có thể nhìn. Mỗi bên là cân xứng cho quý vị hai loa súp kép này và bốn loa full a dây. Và cái a dây này rất là đẹp luôn quý vị. Quý vị có thể nhìn máy quay, có thể quay sát vào đây. Tất cả chi tiết như là khớp nối này, chốt này. Đấy quý vị có thể thấy chốt nối này. Rất là đẹp. Bởi vì đây là cái dòng sản phẩm nhập khẩu như quý vị sau 1 năm rồi, nhưng mà cái này anh Lễ giữ rất là cẩn thận rất là giữ. Đây nhìn như quý vị có thể nhìn này, gần như súp vẫn là mới tinh luôn đó. Và đây là cái hệ thống tủ máy. Đây, quý vị có thể nhìn là phía trên là một cái bàn mixer Yamaha và một số số CX. Với ví dụ như khi chúng ta làm sự kiện ấy, mà có nhiều nhạc công banh nhạc thì chúng ta dùng cái mixer này. Chúng ta có tận khoảng bao nhiêu đây quý vị, 12 đường line cơ, 12 đường input vào, thì chúng ta xử lý cái hệ thống này nó sẽ rất là đơn giản, cực kỳ là tiện luôn. Và đây quý vị có thể nhìn bên dưới nha. Bên dưới thì được có một cái auto nguồn tổng. Đấy, cái auto nguồn này sẽ quản lý toàn bộ cái hệ thống tủ máy, cấp điện cho cái hệ thống tủ máy chúng ta bên phía dưới. Và những cái thiết bị chính quý vị có thể nhìn thấy một cái bộ đầu thu micro thương hiệu APM8 quý vị, dòng sản phẩm cao cấp này, tiếng rất là hay, khả năng trung du tốt. Và bên dưới là một chiếc vang số AP K9825 mã. Có lẽ với những anh em nào mà làm sự kiện mà chúng ta có được một chiếc vang số này, vừa cắt cốt này, chúng ta vừa xử lý tiếng mic và tiếng nhạc, vừa cắt súp, có lẽ là quá là tuyệt vời đúng không quý vị. Rất ít những ai đầu tư được. Chúng ta thường là anh em hay dùng đổ cơ nhiều hơn. Và quý vị có thể để ý này, hai chiếc cục công suất rất nổi tiếng chúng ta, thương hiệu Vatasa. Toàn bộ linh kiện được nhập khẩu sản xuất của Nhật Bản như quý vị. Dòng TD10.000 này là 4 kênh. Mỗi một kênh cho ra công suất là 1000W như quý vị, trở kháng là 8 ohm. Và chiếc đẩy bên dưới Vatasa TD9.800 là một dòng 2 kênh. Riêng con bên dưới nó sẽ đảm nhiệm cái vai trò là đánh hai con loa súp kép như quý vị, và con đẩy bên trên 4 kênh này là đảm nhiệm xử lý 4 chiếc loa full a gay của chúng ta. Bây giờ thì trường sẽ thử cho quý vị nghe bản nhạc nha, bởi vì đây là một cái dàn sự kiện có thể nói ở cái huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, có lẽ là chất lượng gần như không nhất thì chắc chắn là sẽ là đặc biệt rồi, bởi vì cái dàn này rất là hay, toàn bộ thiết bị nhập khẩu. Bây giờ trường sẽ thử cho quý vị nghe nhé. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Thử nhạc rất đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần một chiếc điện thoại, smartphone bình thường. Quý vị cắt được súp rồi thì quý vị nghe tiếng súp nó sẽ chắc hơn, đánh được gấu hơn. Máy quay để quay sát vào cái công suất của vùng đẩy này. Đó.
có thể cảm nhận được là khi chúng ta dùng một chiếc vang số để chúng ta cắt cốt, cắt hệ thống loa sắp, thì quý vị có thể cảm nhận được là cái tiếng sắp chúng ta sẽ gọn hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cắt được đủ đúng cái giải và tiếng sẽ cực kỳ là hay luôn. Với cái công suất của hai cặp loa súp này thì chúng ta với một cái sự kiện bình thường khoảng 500 khách thì chúng ta chỉ cần khoảng hai cặp loa ở Funazai 30 này có lẽ là thoải mái công suất rồi nha quý vị. Bởi vì phần lớn cái loa sắp là hai chiếc loa sắp kép 50 này công suất có thể lên tới 4.000W thì nó sẽ đảm nhận được toàn bộ cái hệ thống tiếng bass, tiếng sắp của chúng ta. Và cái loa full này nó sẽ đảm nhiệm cái tiếng chung, giải chung và cái giải chép nha quý vị, và bổ sung thêm cái mid lao cho cái hệ thống dàn a dây này của chúng ta. Thì lát Trường sẽ thử cho quý vị nghe tiếng biro nha. Bây giờ Trường sẽ chỉnh tiếng mic cho quý vị nghe cảm nhận nha. Bởi vì với một cái hệ thống line a dây của thương hiệu VAS thì quá nổi tiếng rồi, quý vị có thể cảm nhận được cái chất âm rất là tinh tế nha. List 2 6 7, list 1 2, list 6 7 list. Quý vị có thể cảm nhận là khi chúng ta dùng cái hệ thống vang số chúng ta can thiệp thì cái khả năng chống rú cực kỳ tốt quý vị. Ví dụ như đây Trường đang đứng trước loa, khoảng cách từ đây chắc khoảng tầm 5 đến 60cm thôi, nhưng mà loa vẫn không rú như quý vị. Đây quý vị đừng nghe. List 2 6 7 list. Đó, với một cái hệ thống âm thanh sự kiện mà chúng ta cắt được rú rất là khó quý vị, cực kỳ khó. Phải với những ai mà kinh nghiệm lâu, làm thật nhiều show rồi thì chúng ta mới biết và hiểu được. Nhưng mà với công nghệ bây giờ thì quý vị chỉ cần sử dụng một chiếc vang số có thể giải quyết hết được mọi vấn đề. Ví dụ như sẽ có rất nhiều cách để chúng ta chơi nha quý vị. Trước tiên là quý vị có thể line từ vang số lấy tín hiệu qua dàn mixer, và từ mixer chúng ta sẽ đưa xuống hệ thống cục đẩy công suất và nó sẽ chuyển cái tín hiệu đó ra loa. Khi chúng ta nghe tiếng thì cái tiếng echo và cái tiếng reverb của vang chúng ta vẫn có thể điều chỉnh qua cái hệ thống của bàn mixer này được nha quý vị. Đó, với trường hợp khi chúng ta chơi với banh nhạc sống thì chúng ta sẽ xử lý qua con mixer Yamaha này. Có nhiều ca sĩ có mixer Yamaha. Trong trường hợp chúng ta để cho khách mời lên hát karaoke thì chúng ta có thể chuyển trực tiếp cái tín hiệu này xuống vang số rất là hay. Quý vị có thể cảm nhận này. List 2 6 7 list. Alo 1 2 2 5 6 6 7. List. Và bây giờ Trường sẽ giảm echo xuống nha. Quý vị cảm nhận nha. Alo list 1 2 6 7. Đó, quý vị có thể cảm nhận được cái tiếng phát ra từ cái dòng loa full của VAS này, tiếng rất là trong và sạch như quý vị. Với cái hệ thống vang số loại chuẩn này và cục đẩy công suất loại xịn nữa thì nó mới đảm bảo được cái tín hiệu ra cái hệ thống loa của chúng ta đảm bảo hơn nha. Bây giờ Trường sẽ thử một ca khúc nữa để cho quý vị các bạn nghe thử một đoạn cuối nữa. Cuối năm quý vị có thể nhìn thấy là nhảy lễ rất là nhiều show. Quý vị nhìn Lục Nam Bắc Giang nha, rất nhiều hoa để trang trí. Đây chắc là trang trí cái cổng cưới vậy anh? Đấy. Đấy quý vị. Sân khấu. Đấy, những cái tấm bách sân khấu. Đây là Xuân Khương, quý vị, loa đài Xuân Khương. Đấy, nhưng anh chủ là anh Lễ. Anh Lễ là chủ. Một bộ dàn rất là chuyên nghiệp đúng quý vị. Để sở hữu bộ dàn này quý vị sẽ phải bỏ ra khoảng 140 triệu nha quý vị, 140 triệu để sở hữu một cái bộ dàn như thế này. Bởi vì toàn bộ cái thiết bị chúng ta đều là thiết bị nhập khẩu nguyên nguyên đai nguyên kiện, hàng nhập quý vị. Máy quay có thể quay sát để cho quý vị xem thêm về cái nước sơn và cái chốt nối của cái chiếc loa phun này, quý vị thể nhìn này. Xin lỗi quý vị là hôm nay Trường đi từ Hà Nội cùng với anh em về đến Bắc Giang này thì bắt đầu xuất phát từ khoảng mấy giờ nhỉ? Đi mất khoảng 2 tiếng, bây giờ 8 giờ, đi từ khoảng 5 giờ, nhưng mà do tắc đường quá, trời hơi tối nha quý vị. Đây, những cái nước sơn với những hàng nhập khẩu quý vị thể nhìn này, từ con ốc nhỏ, nhìn rất là sắc nét và cái loa nó rất là khôn. Với những cái hàng mà sản xuất trong nước
thì trường đảm bảo rằng là tiền nào của đó. Khi quý vị mua về hoặc quý vị đặt cạnh nhau, quý vị so sánh từng cái đường nét, chắc chắn là hàng nhập nó sẽ vượt trội hơn hoàn toàn. Từ cái e căng lưới quý vị này, từ e căng lưới này. Và rất là nhiều người sai lầm như quý vị, rất nhiều người sai lầm là có thể ráp loa rẻ mà đòi chất lượng hay. Chắc chắn là không có điều đó như quý vị, chắc chắn là không phải có. Khi cái chất liệu, chất lượng hay, phân khúc cao cấp thì cái tiếng từ súp này và loa và toàn bộ cái hệ thống tủ máy của chúng ta thì nó mới cho chúng ta một cái chất tiếng thực sự là đẹp được quý vị. Từ giải bát đẹp này cho đến giải trung và giải âm cao, loa chép nữa. Đó, quý vị có thể nghe lại một đoạn nha. Quý vị có thể nghe lại một đoạn và chúng ta sẽ cảm nhận được nó có sự khác biệt. Đây, quý vị có thể nghe lại một chút. Đây, một bản bolero rồi nhé. Ok. Nghe là tiếng súp rất là chất nha quý vị. Rất là chất. Đặc biệt là cái giải bát rất là đẹp. Đó. Quý vị có thể cảm nhận đúng không ạ? Và bây giờ thì trời cũng rất là tối rồi. Có lẽ là trường sẽ tranh thủ cùng anh em set up, khả năng cái thời gian set up sẽ rất là lâu. Có thể là không quay trực tiếp, có thể để cho quý vị các bạn xem được. Nhưng mà sẽ hẹn quý vị các bạn cái video test vào một cái dịp gần nhất nha. Cảm ơn toàn thể quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của Trường Thành Euro trong suốt thời gian qua. Quý vị có thể tìm hiểu sản phẩm trên website của Trường Thành Euro, hoặc quý vị có thể đăng ký kênh, like, theo dõi hoặc share kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.